chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Cói Lalin. Cô bác ơi, như vậy là em Cói hiện tại đang có mặt tại thành phố Buôn Mê Thuột rồi. Và ngày nay thì sẽ cùng với lại gia đình là đi vào trong thác gì nhỉ? Thưa anh nhỉ? Đây Nu, thác Đây Nu. Và phía bên trong này thì như có căn nhà đấy. Và khu bên trong này thì làm mọi người trồng rất là nhiều cây hoa này. Đây là hoa cúc các thứ này, đẹp chưa? Trong này là đỗ xe, đây là có cái căn nhà mọi người lợp như thế này, là cái không gian ở đây thì rất là mát mẻ. Phía bên trong này thì có một ngôi nhà này ở trên lợp bằng danh, có cũng không biết là ở đây thì mọi người là gọi bằng gì nữa, tên gọi là gì. Bên này thì cũng có bắn cung này. Ở đây thì có những cây rất là to. Trong mỗi chuyến đi của em Cói thì em Cói đều mong muốn là sẽ ghi hình lại. Thứ nhất là để mình có thể chia sẻ cho toàn thể quý khán giả trên kênh em Cói xem, và cũng như là lưu giữ lại những dấu chân của em Cói khi mà em Cói đi qua từng nơi và từng khu vực. Bà ơi, cái nhà này thì ở đây thì gọi là nhà gì hả bà? Nhà làm rất là cao, thoáng và rộng đây, trong kiến trúc. Vâng. Đây là bằng những cái này, không biết là cây gì đây. Wow. Trông rất là hoành tráng và rất là đẹp. Đây là điểm dừng chân. Và Đắk Lắk là rất là nổi tiếng với lại cà phê, nên là đi đâu cũng thấy có cà phê hết ạ. Cà phê Trung Nguyên này. Và đây là tiêu lốt. Kia còn có cả cắm trại nữa. Ủa, nhìn làm kiến trúc trông rất là kiên cố. Đây là đàn tơ rưng. Còn đây là nhà thì sẽ là ở giữa là có cái cây. Trong chuyến đi này thật sự thì em Cói là rất là tiếc khi mà em Cói không có mang được chiếc flycam của mình đi. Không thì những nơi này thì mình có thể cho máy bay lên và mình ngắm toàn cảnh từ trên cao thì rất là đẹp. Đây là chiếc cổng chiêng này. Khu vực này cảm giác nó rất là yên bình luôn ý. Đây. Vâng. Khu vực để cắm trại ngủ qua đêm này. Dạ. Đây cái thác này. Vâng. Đi xuống cái thác. Có lối đi xuống đi ba. Có, đi đây. Thác Đờ Rây Nu. Nó có mấy điểm thác đó. Ơi. Vâng. Trời, sắp trước cho vợ yêu kìa, sao mà tay không đi vậy? Ở trên này là mùa khô hả ông? Đội cái này lên. Vâng. Dạ. Mùa khô, đây là mùa khô mà mùa khô thì nó đây khối nó rụng lá. Nó che được uống nước. Đây, con về kêu tính ỏi luôn. Đấy, quên nhé, đem mấy con gà với đem cá lóc xuống đây nướng này. Vâng. Cắm trại này nó phù hợp này. Dạ. Đây là lối đi xuống thác này. Đây là lối đi xuống thác này. Có những bậc thang này là làm bằng bê tông. Wow. Mùa này thì nước vẫn còn rất là xanh. Chắc khi nào mùa mưa thì nước mới đục ông nhỉ? Ừ, mùa mưa đục. Mùa này nó trong. Nó không có nước đặc biệt. Nó được rất là xanh. Biết bấm chưa? Dạ. Ồ. Đây là các cô mọi người chụp ảnh rất là nhiều đấy. Wow, thác nước rất là hùng vĩ. Phải thật sự mà nói thì bây giờ là khi mà chúng ta muốn kiểu xem một địa điểm du lịch hay là một nơi danh lam thắng cảnh nào đó thì mình có thể là xem trên các nền tảng mạng xã hội hay là Google Search. Nhưng mà thật sự là đối với lại em có nghĩ là không gì bằng cái việc là mình
đến tận nơi và mình cảm nhận cái không khí và mọi cái ở nơi đây tận mắt mình được nhìn thấy như này thì thật sự phải nói rất là tuyệt vời. Đi nhiều thì mình mới cảm thấy là bản thân mình thật sự rất là nhỏ bé. Ở Việt Nam chúng ta thì còn rất là nhiều cái cảnh đẹp. Thì mỗi nơi thì sẽ có một cái đặc trưng riêng. Ôi đẹp quá. Ôi thật là nhìn đi. Kìa thác nước đổ xuống này. Thế trong chuyến đi thật sự là em có rất là tiếc khi mà mình không thể nào mang flycam đi được. Bởi vì đồ là cũng cân lên là cũng khá là nặng nhé. Sau thì có lẽ là em có sẽ cố gắng mang flycam đi để mà khi mà đến được những địa điểm này thì mình có thể quay hết lại toàn cảnh đẹp nhất để cho toàn thể quý khán giả trên kênh Cói La Linh để mọi người cùng xem du lịch online qua màn ảnh nhỏ. Các cô đây mọi người mặc đồ rất là đẹp để đến mà chụp hình check in. Đấy, bây giờ là ông đi ra chụp hình. Nước mưa sẽ ngập lên tận cái cầu này hả ông? Cầu này đây này. Vâng. Đi phía bên này xem là có gì không nào. Bên này thì có thêm cái cầu nữa. Là có dạng như kiểu cái hồ ấy. Mình lấy cái tảng đá mà cần núi á. Đây là mọi người đến check in chụp hình rất là nhiều. Thác nước đẹp quá. Trên này là đá này. Đây thì có những hầm đá với lại hang đá này. Cái này cũng đều là tự nhiên hết. Từng đoàn là từng đoàn đều chụp đẹp. Đi. Anh ơi. Dồn về. Đó là bên gọi là người ta nói là giữa các vợ và các chồng đó để gặp nhau á, nhau để hòa quyện đó là cặp vợ chồng yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Thì đó là người ta thiên dựa trên cái dòng sông là có những cái huyền thoại về cái câu chuyện của một cặp người đồng bào yêu nhau mà không lấy được nhau, khi đó là từ chảy bắt nguồn từ Krông Nô còn chảy về Krông Na đó. Đến với lại Buôn Mê Thuột thật sự đây là một địa điểm mà có lẽ là không thể nào bỏ qua được. Ở thác này thì cách thành phố Buôn Mê Thuột là bao nhiêu cây hả ông? Này khoảng 20 cây. Khoảng 20 cây. Cái đường đi thì cũng khá là dễ di chuyển đấy. Bây giờ di chuyển xuống dưới này. Dưới này thì đều có những cái bàn đá, bàn ghế để mà mọi người có thể ngồi đây và nghỉ ngơi. Cả nhà đang ngồi dưới kia để chụp hình. Đây là những cái gốc rễ của cây này, không biết là cây gì. Nói chung là nó bám luôn vào cái đá này này. Đây là mọi người ngồi đây là nghỉ ngơi ăn uống luôn. Đây là có biển là khu vực nguy hiểm cấm bơi lội. Tôi tưởng là cô đang chụp hình cho em bé. Cái góc này cũng rất là đẹp.
ta có thể ngắm được toàn cảnh thác này. Từ trên kia thác nước đổ xuống. Phía xa xa kia còn có cả cầu treo nữa. À, thông thường ý thì những cái cảnh đẹp này thì em coi là chỉ có thể được nhìn qua ở trên Facebook hay là YouTube mà mọi người đăng hình thôi. Và mình rất là vui khi mà ngày hôm nay thì mình đã được đặt chân tới đây để mà có thể nhìn một cách nó thực tế như này, và mình cảm nhận âm thanh này, không khí và con người nơi đây, cảnh vật nơi đây. Thoải mái quá, đẹp. Và trong những chuyến đi này của em có thì thật sự phải nói là rất là cảm ơn toàn thể quý khán giả, mọi người đã luôn đồng hành cùng với lại em có. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và cũng có nhiều cô bác nói rằng là cũng đã đến lúc mà em có là phải quay trở về nhà rồi, thì thật sự là mỗi lần đi là một lần khó ấy. Nên là trong những cái chuyến đi này thì em có may mắn và có cơ hội để mà đến được thêm nhiều địa điểm mới, những nơi mới, những vùng đất mới, thì em có cũng sẽ nắm lấy cái cơ hội đó và mình đi và mình trải nghiệm được thêm nhiều cái. Mình đi và mình được mở mang tầm mắt và mình được học hỏi. Ngồi ở bàn này. Ở bàn này là bàn đá luôn bà ha. Đá đó con. Vâng. Dưới này là tán cây si. Cây si này thì đã rất là lâu năm, rất là nhiều tuổi rồi. Trồng cái rễ cây nước là nó chảy từ trong rễ ra kìa. Cây cao bóng cả. Trong lúc mà mọi người đang ngồi phía bên kia nghỉ ngơi thì em có sẽ đi một vòng đây ha. Giờ sẽ đi nguyên một vòng từ đây sang đến tận bờ bên kia luôn. Ở đây thì cái kiểu kiến trúc này, những cái chỗ địa điểm dừng chân để mà nghỉ ngơi cho khách ấy thì mọi người làm cũng rất là khác. Trông em có thấy rất là lạ luôn ý. Phía dưới này thì cũng có cây này, mọi người cũng chắc là cũng dạng như cây ước nguyện ha. Ở kia có cả người ta tắm thác nữa kìa. Phía dưới này thì mọi người làm cái cầu trên cái chỗ thác nước này. Bây giờ thì mình còn sẽ bước lên trên này nha. Đây, chúng ta có thể ngồi đây và chụp cho mình những bức hình làm kỷ niệm. Ở đây có một căn nhà rất là đẹp này. Bên ngoài thì trồng cây cảnh. Wow, đây là nhà vệ sinh các bác ạ. Ôi, nhà vệ sinh mà làm đẹp quá. Đây có cả cây sung này. Hoa hồng với lại hoa cúc. Ở chỗ này thì em có thấy là góc nào cũng đều đẹp hết ý. Chụp hình là chỉ cần đứng thôi là đã có hình đẹp rồi. Vào mùa mưa ấy thì nước sẽ chảy hết cái khu vực này này. Đấy, chảy hết từ trên đấy xuống. Kia là có cái hầm đá. Nhìn bên này thì sẽ rõ hơn là phía bên kia.
Bên này thì có cây cầu treo. Cầu treo này bằng gỗ. À, đây ạ. Rồi. Có nhà anh này chụp cho một tấm hình. Đây cũng chưa đẹp lắm. Dạ. Cho em một tấm ở cái cầu treo này ạ. Rồi, em cảm ơn ạ. Vâng, ở dạ. Bật thấy xong đặt giống như tớ vừa rồi đấy. Em vào cái phía bên này thì chúng ta được ngắm trọn vẹn là thác nó chảy từ trên kia xuống, bên dưới này là dòng suối. Và khi đi như này này thì em có cũng hay nhờ mọi người chụp cho mình những tấm hình để mình lưu giữ lại làm kỷ niệm, và ngược lại thì mình cũng có thể giúp mọi người chụp. Và theo như em có tìm hiểu, với lại ông có nói là ở đây thì thác Drei Nu với cái nghĩa là thác cái vợ, gắn liền với lại một mối tình của gọi là mối tình Romeo và Juliet của núi rừng. Chuyện kể rằng ngày xưa có một đôi trai gái của hai bản khác nhau, yêu nhau tha thiết, nhưng do cả hai bản là xung đột với nhau nên là tìm đủ mọi cách ngăn cấm, nên không nhận được sự thông cảm của dân làng và không thể hòa giải xung đột giữa hai bản. Vào một đêm trăng, cả hai đã nhảy xuống sông để chọn đời bên nhau. Đấy, sự tức giận vì sự ích kỷ của dân làng dẫn đến quyết định sai lầm của đôi trẻ. Trời nổi cơn giông bão, nước cuồn cuộn dâng cao, chia sông thành hai nhánh, ngăn cách hai đường đi của hai dòng tộc. Và còn có truyền thuyết là khác lạ bắt nguồn từ hang động phía sau thác, nơi được cho là nơi ở của vua Thủy Tề. Ngày xưa vua Thủy Tề có một đứa con trai tên là Nu, chàng hoàng tử rất khôi ngô tuấn tú và thích chu du ngắm cảnh. Vào một ngày nọ thì chàng gặp hai nàng công chúa, con của vị vua vùng đất mình ngang qua. Hai nàng rất xinh đẹp nhưng do vua cha mất sớm nên cuộc sống trở nên nghèo khó, phải đào củ mài ăn. Thương hai nàng vất vả, chàng theo nàng về nhà và làm phép để thạp gạo trong nhà đầy tràn, sống và hạnh phúc cùng hai nàng. Một thời gian sau thì chàng nhớ vua muốn về thủy cung thăm người, nhưng công chúa vợ chàng lo sợ nếu chồng đi thì sẽ đi rất là lâu, thậm chí không trở về, nên tìm đủ mọi cách để giữ chàng nên một bước không rời. Và không còn cách nào khác thì chàng đành hóa thân thành con rũi vàng, vượt màn nước vào động thăm cha. Người vợ cứ đứng bên ngoài đợi mãi không thấy Nu trở lại. Từ đó người dân nơi đây gọi thác này là thác Drei Nu, nghĩa là thác con rũi vàng. Hai truyền thuyết khác nhau nhưng giữa dòng nước bao la từ vách đá chảy đứng vỡ ra từng giọt tung tóe vào nhau, xô đẩy nhau của thác giống nhau ở một điểm, đó là tựa như những giọt nước mắt khóc kẻ ở người đi. Đây là em có tìm hiểu trên Google, cái này cũng được mọi người kể lại. Đây thì thời tiết là khá là nắng cho nên mọi người là dừng chân và nghỉ ở dưới tán cây rất là nhiều. Mọi người dưới kia còn đốt lửa nướng gà này. Ở đây thì hai bên bờ mọi người dừng chân nghỉ rất là nhiều, hai bên đều có người. Bên này thì mọi người còn có cả bạt nhưng mà đậy vào thành như kiểu những cái lán để nghỉ này. Có nghĩ rằng là vào mùa mưa thì cái chỗ này này chắc là nước cũng ngập. Em nào mà vi phạm là anh chỉ đè đầu em thôi. Được chưa? Em là người đầu tàu của tổ đó. Mà em mà sai là anh phạt. Thank you.
Ở bên này thì mọi người tắm thác luôn này. Nhưng có gì không biết bơi chịu tịt. Mọi người đi picnic là nhiều lắm, đông. Có lẽ ngày hôm nay cũng là ngày cuối tuần nữa. Phía đầu bên này thì chúng ta có thể ngắm trọn thác gọi là một cách tự nhiên nhất, là không có những cái cầu để mà chúng ta đứng check in, mà đây sẽ là kiểu tự nhiên nhất có thể, và chúng ta cũng được tiến gần hơn so với lại bên kia. Đấy, và bên này thì mình có thể tiến sát được để mà mình có thể nhìn rõ nhất về cái gọi là cái hầm đá kia đó. Đây thì mọi người còn có cả cái cần để mọi người câu cá nữa này. Rồi đứng đi, nắng đấy. Có chụp ảnh cho em. Xung quanh ở đây thì bà con là mọi người có trồng xen canh giữa cái tiêu và điều. Đấy. Kia là lán này. Bây giờ vào buổi trưa thời tiết là khá là nóng. Bây giờ thì gia đình tiếp tục di chuyển. Đây là xe đạp địa hình. Trung Nguyên Coffee Resort, Trung Nguyên Coffee Tour, Trung Nguyên Healing. Ở dưới tán cây này thì có những cái hòn đá này cũng tự nhiên này. Thế mình có thể ngồi nghỉ ở đây. Chỗ nào cũng thấy toàn là cà phê Trung Nguyên là rất là nhiều. Đây là những cái dàn siêu xe, có thể là theo những lần mà có thể diễu hành theo đoàn nhé, kiểu tour Trung Nguyên. Đây mọi người đang ngồi nghỉ, đây vừa mới từ dưới thác đi lên. Đây những tán cây thật sự phải nói là em có thấy rất là đẹp luôn ý, toàn là cây to, những cái đá này ngồi nghỉ tuyệt vời luôn. Xem nào, đây có cả những cây xả này, nguyên một hàng xả đây luôn, hàng xả, hàng chuối. Chuối ở đây thì thấy là nó, cái cây nó bé hơn ở trên chỗ Tây Bắc, chỗ nhà bố mẹ em có ấy. Thác Rây Nu, thác Gia Long, khu du lịch sinh thái, Trung Nguyên Healing. Cắm trại, tour cắm trại giữa đại ngàn này. Khỏe thể chất mạnh tinh thần. Những chiếc xe này là vẫn còn là đi được, chạy được. Toàn là siêu xe. Màu xanh luôn. Ở đây thì là khu du lịch, nhưng mà em có cảm thấy khi mà đi vào đây thì nó gợi cho mình cảm giác cũng vừa là du lịch nhưng mà kiểu rất là tự nhiên ấy, rất là thư thái ấy. Vào trong này thì cảm giác nó kiểu bình yên, thư giãn, có tiếng chim hót này, có cây cối này. Ở đây chiếc này là vừa mới đỗ ở đây luôn. Đây là ô tô. Thì đi theo cái tour băng rừng vượt thác. Dạ. Là có những dịp đặc biệt là mới đưa ra để mà đi đúng không anh? Cơ bản nếu mà có khách nhu cầu book tour thì mình đi thôi chứ không có gì đặc biệt cả. Vâng. Lúc nào dạ. Cũng đi được hết. Vâng. Cảm ơn. Anh này anh vừa chạy chiếc xe này, có hỏi. Nên có một chiếc này.
Bên này là có xe đạp địa hình, rất là nhiều xe luôn. Phía bên kia là nguyên một dãy, kia là camping, cắm trại. Em có thì rất là may mắn trong cái chuyến đi này thì mình lại được lên trên khu vực Tây Nguyên, Buôn Mê Thuột này, và đặc biệt là được đến con thác Đờ Rây Nu, một trong những thác rất là đẹp ở trên này. Thì hôm nay được vào đây thì em có xe quay hết toàn cảnh cho mọi người xem về cái mọi cái ở đây, xung quanh ở đây nha. Đây, lều trại này. Đây, những bộ bàn ghế bằng đá này. Đều bằng đá hết ạ. Ở đây thì có lẽ là đốt lửa vào buổi tối, kiểu dạng như là trên chúng em gọi là lửa trại đấy ạ. Đây là nguyên một dãy là vòng từ phía bên kia và đây, sang đến tận bên này luôn. Và đây chính là ở trên đầu nguồn thác Đờ Rây Nu này, độ sâu là 5m. Bên đây có cái hồ, dạng cái hồ và chảy xuống dưới kia. Nguyên bằng đá gọi tự nhiên luôn này. Đấy. Còn xếp như này. Đây là thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư du lịch Trung Nguyên Healing. Đấy, vé vào cổng là 30.000 đồng một người. Đấy. Vào trong này là cảm giác mình được hòa mình với thiên nhiên, cây cỏ hoa lá rồi là thác nước. Đấy. Bây giờ thì gia đình em có là tiếp tục là sẽ cùng nhau là di chuyển ạ. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý cô bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh Còi La Lim. Xin cảm ơn cô bác là đã luôn đồng hành cùng lại kênh.